Xin chào các bạn, hôm nay tôi lại phải đội mưa đi dạy bơi người cá, trong khi mọi người đều đi xe máy để hại thèm lục địa đang rạn nứt mỗi ngày thêm. Bụi khói ô nhiễm đang khoét thủng tầng ozone to hơn thêm, thì tôi vẫn đang đạp xe vì thế giới này. Vậy mà các bạn lại cho rằng tôi làm chuyện điên rồ ngu ngốc, trong khi có cả khối kẻ ngu si lên mạng ăn cám heo, ăn đồ ăn chó, chơi ngu thì đang được ca tụng cho là điều đúng đắn sao? Thế giới này bây giờ là như vậy sao? Chẳng lẽ để ngày tận thế xảy ra thật à? Tất nhiên là không ai muốn điều đó. Và nếu không thể thay đổi được thế giới này tốt hơn thì Tion đã không sinh ra cõi đời này làm gì? Nào, các đệ tử người cá của Tion, các em đã sẵn sàng thức tỉnh để thành tiên cá chưa? Nói cho các em biết nhé, trong vòng 10 năm nữa, nếu môi trường biển không cải thiện, người ta vẫn cứ thải chất độc, rác rưới xuống, thì san hô cá biển không còn nữa. Chẳng bao lâu nữa, nhiều thành phố cũng sẽ không còn tồn tại. Tương lai cho những ai đang làm người thường, sẽ chả có gì là tốt đẹp cả, mà chỉ dành cho người cá và tiên cá mà thôi. Các bạn người thường sẽ chết vì bệnh ung thư, vì ăn thịt những con vật đang bị nhiễm độc, bị tiêm nhiễm thuốc tăng trưởng, thuốc kích thích. Nạn đói dẫn đến chiến tranh hạt nhân. Và cho các bạn trở về với các bụi sớm thôi. Nếu cứ làm người thường, cứ tham lam ích kỷ, cứ hại động vật và tàn phá thiên nhiên, thì tương lai bạn, con em của bạn sẽ chẳng còn gì. Còn các đệ tử của tiên cá Tion hôm nay nghe đây, cơn thịnh nộ của các thần linh và vô số oán linh trong thiên hạ bị người thường làm hại đã tăng lên gấp 3 lần diện tích của trái đất rồi. Nhiệm vụ các em hôm nay là gì? Gặp được Tion để giúp các em trở thành người cá, nắm được bí quyết bơi lội giải thoát tối thượng, làm chủ được thân tâm ý, để mở ra con mắt thứ 3, cánh cổng giải thoát đến hơn 3.000 thế giới đang chào đón các em. Đó là những nơi tuyệt vời, sung sướng, là quà tặng mà Tion muốn dành cho các em. Ở đây các em chỉ được vui có một, nhưng khi thức tỉnh rồi, các em vui hàng tỷ 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 lần như vậy. Rất là đã. Thân thể này các em đang mang, nó không phải là của các em, mà chúng ta đã vay mượn nó để đến với thế giới này, để thực hiện sứ mệnh của mình. Do quá trình quân tập, bị cuốn theo các nghiệp lực từ lúc sinh ra đời cho lớn lên đến hiện nay, chúng ta đã quên đi chính mình. May mắn thay là Tion đã thức tỉnh được rồi, nên Tion sẽ giúp cho các em cũng sẽ thức tỉnh để nhận ra sứ mệnh của mình. Vậy ai sẽ là người thức tỉnh trong số 50 triệu người thường đã đến với thế giới này? Một là chúng ta sẽ đồng lòng để giúp cho thế giới này trở thành cõi trời tiếp theo, để nó không còn bị hủy hoại nữa. Hai là để mặc cho nó tự hủy diệt theo nghiệp lực của nhân loại. Càng có nhiều người thường trở thành người cá, thức tỉnh thành tiên cá, thì mới đủ khả năng biến trái đất này trở thành cõi trời. Những thứ các em từng cho là quan trọng nhất trên đời này, không có gì bằng việc kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật. Thiên nhiên chính là nhà của chúng ta, động vật chính là cha mẹ của chúng ta tái sanh nhiều đời nhiều kiếp, bị đọa lạc, phải mang thân súc sanh. Chúng ta không nên ăn thịt họ, mà hãy thương cảm họ, hãy yêu thương họ, để giúp họ có cơ hội thức tỉnh giải thoát khỏi nỗi khổ đau này. Nhưng người thường họ không hiểu được như vậy, họ cứ tiếp tục làm hại động vật mỗi ngày một nhiều hơn, làm phá đi cái mắt xích sự liên kết của vạn vật với nhau, với vũ trụ. Mắt xích đó đang đứt dần bởi sự mê muội của những con người thiếu trí tuệ và sức khỏe. Nếu đã nhận ra được sứ mệnh của mình, thì các em người cá đệ tử của Tion phải nỗ lực thật nhiều lên, rèn luyện bơi lặn người cá tích cực hơn, để có thể nắm được bí quyết làm chủ hơi thở, làm chủ được thân tâm ý của mình. Khi đã làm được điều đó, sẽ nhận ra mọi thứ vật chất chúng ta thấy đều là giả dối, không có gì chân thật hơn hơi thở của chúng ta. Chúng ta đang phá hủy mọi thứ tốt đẹp trên hành tinh này mà không biết. Phải nhận ra được điều đó, phải bớt tham đi, bớt ham muốn, bớt dục vọng đi. Làm được không? Được mà, khi thành người cá tiên cá rồi, rất là dễ dàng luôn mà. Các đệ tử người cá chính là sự tiếp nối của Tion. Thiên nhiên và động vật đang cần các em xoa dịu nỗi đau, mất mát, bị người thường làm hại. Để có thể thấu hiểu được muôn loài thì các em phải học cách thấu hiểu bản thân trước tiên, phải nhanh lên mới được. Thời gian cũng không còn nhiều đâu, vì thế giới này đang sụp đổ, oán linh đang tức giận, chư thiên đang phẫn nộ. Khi hiện thân của con người, cõi này toàn là ma quỷ đầu thai, ca ngợi sự tà dâm, sự dốt nát,
thể hiện sự tàn ác ngày một tàn bạo hơn. Chỉ còn trông chờ vào các người cá thức tỉnh, chỉ còn cách trông chờ vào các người thường trở thành người cá. Tất cả tôn giáo ngày nay đều muốn thay đổi con người sống tích cực hơn, nhưng họ vẫn chưa làm được. Tệ nạn xã hội luôn là điều nan giải của mỗi quốc gia, và không có chính phủ nào có thể đủ chi trả giúp con người tốt đẹp hơn được. Không ai có thể cứu thế giới này nữa nếu tự bản thân con người không chịu thức tỉnh. Tion bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng được bằng việc bơi lội người cá sẽ giúp cho tất cả người thường có được sức khỏe. Sức khỏe càng nhiều thì sẽ không còn có thể ăn thịt động vật được nữa, ăn vào là chỉ có thể nôn ra. Sẽ giúp cho các bạn phát triển được trí tuệ, có được sự thiền định, rồi tự mình mà quan sát thế giới, mà khám phá vũ trụ, hiểu được ra chân lý vô thượng của nó. Đặc biệt là thời gian sống ở cõi này không bao giờ đủ để một người thường nhận ra những mê muội của mình. Chỉ có sự thiền định khi trở thành người cá thật sự mới có đủ thời gian cho các em quan sát được tất cả, thoát khỏi vô minh, sự ngu dốt, sự lầm tưởng, lạc lối. Tiến lên nào, hãy vượt lên chính mình nào, bơi thẳng lên phía trước bằng sự kiên định, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân đi nào. Đối mặt với sinh tử trong nước sẽ đều là trợ duyên, giúp các em khám phá được khả năng vô hạn của mình. Thân thể người là thứ tốt nhất để có thể tiến hóa thành tiên cá, là đền thờ thiêng liêng để liên kết với các chư thiên của các tầng trời. Nên các em không nên để cho nó bị ô uế bởi những thứ phàm tục như ăn thịt động vật, suy nghĩ tiêu cực, làm chuyện bậy bạ dâm ô. Nói tóm lại, những điều tốt đẹp nhất sẽ che chở cho những bạn người thường trở thành người cá, thậm chí tiến hóa thành tiên cá, cứu thế giới. Các bạn phải thức tỉnh thôi. Hãy nhìn mưa bão ngoài kia, hãy nhìn thiên tai ở những quốc gia kia đang diễn ra thường xuyên và mỗi ngày. Tại sao các bạn lại không bị những điều đó xảy ra? Bởi vì các bạn còn rất nhiều phước báo, vì những cái tai ương ấy nó chưa đủ lực để đến với bạn. Nhưng mà bạn cứ ngồi yên, không làm những cái gì có ích cho thiên nhiên và động vật, thì chắc chắn nó sẽ đến với quốc gia của chúng ta. Nó sẽ tạo ra những mất mát bi thương mà các bạn không thể tưởng tượng nổi. Dự báo về một số thành phố sẽ biến mất trong tương lai là điều có thật, mà Tion không dám nói ra. Tion sợ nói ra nó sẽ thành hiện thực, vì khi tiên cá đã nói ra chắc chắn sẽ làm hiện thực. Phải thức tỉnh thôi, phải trở thành người cá đi. Không còn con đường nào giúp cho bạn có được trí tuệ giải thoát nhanh bằng việc trở thành người cá. Biết được 3/3 của thế giới dễ dàng trong lòng bàn tay, chỉ có thể là người cá mà thôi. Nó bị tuột xuống nè, giờ cái ống này dởm quá. Rồi, hít hơi vào. Rồi, nín thở đếm 1, 2, 3, thở mạnh hơi ra. Thở mạnh ra giống như thở nến đèn cày coi. 1, 2, 3. Chính xác. Rồi, hít hơi vào. Hít hơi vào lại. Rồi nín thở đếm 1, 2, 3, thở mạnh hơi ra. Quen rồi thì em mới kết hợp với bơi, giữ thẳng tay phía trước để đo mực nước nha. Hít hơi vào, nổi đuôi lên, lắc nhẹ đuôi, đếm 1, 2, 3, thở mạnh hơi ra. Rồi em làm thử nha, giữ thẳng tay. Tôi nói vậy em rõ rồi đúng không? Rồi nè, lắc nhẹ đuôi rồi một cái. Rồi thở mạnh hơi ra. Rồi hít hơi vào. Hít hơi vào rồi hít hơi vào là người nó nổi lên nè. Rồi em lắc nhẹ đuôi nó đi. Rồi thở mạnh hơi ra. Rồi hít hơi vào. Đừng có ngẩng mặt lên, giữ thẳng tay, nâng tay ngang mặt nước, mắt nhìn theo bàn tay của mình đó. Đó, mắt nhìn theo bàn tay. Rồi đúng rồi. Hít hơi vào để cảm nhận người mình nó nổi lên nha. Ok, hít hơi vào là nổi người lên. Mất thăng bằng thì lấy tay vuốt nước qua lại, nhớ không? Hít hơi vô đừng có nhe miệng cười nha, là nước vô miệng luôn á. Cái môi là phải bấu vô cái cục đó đó. Khi hít hơi vào đừng để hở. Em đang quẩy đuôi mà. Kéo tay. Cái tay em. Má ơi, 500 ngàn để mua cái ống này xịn ơi. Hai anh
anh em xài chung một cái cũng được. Nhớ không? Chân xong rồi thở ra bằng mũi, cái tay ngẩng mặt hít hơi vào. Cái tay em vịn vô tôi chắc dữ vậy. Còn hơn là ốc bu nữa. Rồi bắt đầu. 1 2 3. Đừng biết ta bị chìm không? Vô đây Tiêu nói. Tiêu chỉ em thở nước lại. Em bị thở nước sai nên em bị chìm hoài á. Hít hơi vô nhiều, thở ra ít thôi. Rồi hít hơi vô nhiều cho Tiêu thử coi. Thả miệng ra hít hơi vào. Rồi thở ra ít trong nước coi. Giống Tiêu nè, hít hơi vô nhiều nè. Thở ra ít. Ít nè. Tiêu thở ra mấy cái bong bóng à. Rồi đúng rồi, thở ra ít vậy thôi rồi hít hơi vô. Rồi đúng rồi, thả miệng ra hít hơi vô nhiều. Rồi ngậm miệng lại, đếm 1, 2, 3. Thở hơi ra ít. Rồi ngẩng lên thả miệng ra hít hơi vô nhiều liền. Rồi đếm 1, 2, 3. Thở hơi ra ít. Nhớ nha, hít hơi vô nhiều, thở hơi ra ít. Để người nó nổi thăng bằng rồi hãy lắc đuôi. Ok. Tiếp tục nào. Vuốt nước là dài. Thấy không? Nè, đưa qua đưa lại nè. Đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại, vuốt nước qua lại nè. Hai tay làm đều nhau coi. Vuốt nước qua lại. Khép sát ngón tay lại, vuốt nước qua lại. Đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại nè.